Đấy là cầm mẹ cành nhà ấy. Đấy, không mấy leo cả nhà hồ nhỏ vốn động quá, cá ta nó ăn cho cá nhiều lắm á, cứ từ từ đi tới giờ là ăn nè, cá lớn mới có 38 à. Mấy anh em thả cá vô chiều, thả nhẹ cho mấy anh nó đầu hồ câu nha. Sau 21 tiếng đầu tiên, cần hiện tại lớn nhất là cần số 87, 3 ký 80. Vậy là cần vậy là cần số 1, 3 ký 4, 45. 3 là cần số 7, 3 ký 1, 3 ký 1, 3 ký 1, 5.
cái hồn vô nè. Cắt đầu hồi anh ơi. Căng lại luôn anh. Căng 77 vừa lên cá 3205, thứ mày căng 07 các cô ạ. Để mình bỏ qua 3105. Căng 07 các cô ạ. Rồi rồi rồi. Rồi. Cá nhỏ nhất của tiếng quý nhất là 3205 nha mấy anh em. Anh ơi, cần 78 lấy giấy giùm anh ơi. Lấy vô trong cá. Để qua 15 phút của đầu tiên của tiết thứ nhất thì xin chúc mừng là càng thủ 88 đang tạm thứ nhất tiếng là 3 ký 8, nhì tiếng là càng 11 3445, tạm 3 tiếng là càng 77 3205.
Rồi số mấy anh? Nhỏ em, nhỏ nhất tí thứ nhất là 3205 như mấy anh em. Thì hôm nay cũng là ngày khai trương của hồ anh vui, thì thay mặt cho anh vui cũng như tất cả các anh chị em nhân viên hồ xin cảm ơn những tình cảm của tất cả các anh em cần hữu đã đến đây ủng hộ cho ngày khai trương. Cũng mến chúc với anh em cần hữu có một ngày đầy cảm giác em. Rồi chào anh vui với các anh em hầu một điều bóng tay đi quý vị ơi. Rồi, cảm ơn hậu. Rồi, xong 4 giờ chiều thì mày mấy anh em cần ngủ có lại lớp vui nha. Nhậu nhậu cho vui bữa. Thì hôm nay họ cũng có phục vụ món cơm trưa cho mấy anh em. Món thứ nhất là gà kho sả, món thứ hai là cá muối sư. Thì anh em cần hữu nào có dùng buổi trưa thì cứ liên hệ với nhân viên, thì nhân viên sẽ phục vụ cho tất cả các anh em cần hữu.
chạy được đó, vô đây.